Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16, tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 19, đánh giá kết quả hoạt động tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2. Tham dự có đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong tháng 1, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban tổ đại biểu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định phối hợp giải quyết kịp thời hiệu quả những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Theo dõi giám sát thường xuyên việc triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, việc ban hành nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp huyện và giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát. Trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 35 điểm với hơn 3.100 lượt cử tri tham dự, tiếp thu 111 ý kiến kiến nghị, Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc tại 160 điểm với trên 12.500 lượt cử tri, tiếp thu 657 ý kiến kiến nghị, đã giải quyết đạt 75%. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Xuân Cường yêu cầu trong tháng 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung giả soát các nghị quyết, cơ chế chính sách đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Nhận định tính sát thực, đảm bảo các nghị quyết cơ chế chính sách phù hợp thực tiễn đi vào cuộc sống việc theo dõi kết quả trả lời giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri cần được các ban đại biểu hội đồng nhân dân hệ thống hóa đảm bảo bài bản khoa học để việc trả lời giải quyết được triệt đề kịp thời